kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin tiếp tục tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng thêm 2 tháng. Ông Phan Văn Mãi đang toàn tính điều gì? Bà Nguyễn Phương Hằng bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam vào ngày 24 tháng 3. Thời gian của lệnh tạm giam là 3 tháng. Tuy nhiên, sau 3 tháng tạm giam, cơ quan điều tra vẫn chưa hoàn tất hồ sơ và cơ quan này đã đề nghị gia hạn tạm giam thêm 2 tháng vào ngày 21 tháng 6 Thế rồi, thời hạn 2 tháng gia hạn tạm giam cũng hết. Vào ngày 18 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia hạn lệnh tạm giam thêm 20 ngày nữa. Tuy nhiên, hết thời gian 20 ngày này thì hồ sơ điều tra vẫn chưa thể kết thúc được. Đây là hình ảnh vào ngày 29 tháng 11, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã gia hạn tạm giam thêm 2 tháng đối với bà Hằng. Được biết khoản 2 điều 173 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định như sau. Trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, xét cần phải có thời gian dài hơn cho việc điều tra và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam, thì chậm nhất là 10 ngày trước khi hết hạn thời hạn tạm giam. Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị viện kiểm sát gia hạn tạm giam. Việc gia hạn tạm giam được quy định như sau. A. Đối với tội phạm ít nghiêm trọng, có thể được gia hạn tạm giam một lần, không quá một tháng. B. Đối với tội... Phạm nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam một lần không quá 2 tháng. C với tội phạm rất nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam một lần không quá 3 tháng. D đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam 2 lần, mỗi lần không quá 4 tháng. Trường hợp của bà Nguyễn Phương Hằng thuộc diện tội phạm nghiêm trọng nên được gia hạn một lần không quá 2 tháng. Ấy vậy mà sau khi gia hạn tạm giam lần thứ nhất thì vào ngày 18 tháng 8, cơ quan tố tụng lại gia hạn tạm giam lần thứ hai. Vậy liệu có công bằng với bà Nguyễn Phương Hằng hay không là câu hỏi đang được dư luận đặt ra với Bộ Công an Việt Nam. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt vào ngày 24 tháng 3 và đến nay đã 5 lần gia hạn tạm giam mà vẫn chưa điều tra xong. Vào ngày 16 tháng 9, thời gian tạm giam 20 ngày cũng kết thúc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung và công an thành phố Hồ Chí Minh cũng ra quyết định tạm giam bà Hằng thêm 1 tháng 27 ngày. Đến ngày mùng 4 tháng 11 là hết hạn tạm giam thứ tư. Tuy nhiên, mãi đến ngày mùng 10 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục ra lệnh tạm giam đối với bị can Nguyễn Phương Hằng thêm 1 tháng nữa. Ngày gia hạn là ngày mùng 4 tháng 11 và ngày 29 tháng 11. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã gia hạn lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng thêm 2 tháng. Cho đến nay, công an thành phố Hồ Chí Minh đã 5 lần gia hạn lệnh tạm giam với thời gian gia hạn là 7 tháng. Vậy thì công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm có đúng luật hay không là câu hỏi. Và đó là điều đang bị rất nhiều người dân trong cả nước thắc mắc. Được biết trước khi bà Nguyễn Phương Hằng bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giam 2 ngày, bà Hằng có livestream tố ông Phan Văn Mãi nếu nói bà Hằng livestream là phạm tội thì nơi bà phạm tội là Bình Dương, sao công an thành phố Hồ Chí Minh lại ra tay bắt giữ bà. Điều đang nói là đã đâm lần gia hạn tạm giam với tổng thời gian là 7 tháng thì chưa biết đến khi hết hạn tạm giam này công an lại có lệnh tống đạt thêm một lệnh tạm giam nữa hay không. Một số nhà phân tích thì đặt câu hỏi, nếu công an thành phố Hồ Chí Minh cứ gia hạn tạm giam vô tội vạ thì chẳng lẽ họ có thể giam cầm một tù nhân chưa được kết tội đến trung thần hay sao? Pháp luật Việt Nam có quy định số lần tối đa để gia hạn tạm giam rất rõ ràng. Và tại sao công an thành phố Hồ Chí Minh lại phớt lờ luật pháp? Đây là hình ảnh liệu ông Phan Văn Mãi có đang dùng pháp luật cho mục đích trả thù riêng của mình hay không? Việc gia hạn tạm giam bà Hằng nhiều lần đã khiến rất nhiều người nghi ngờ rằng đây phải có chiêu trò của ông Phan Văn Mãi ông Mãi đã lạm quyền khi để cho cơ quan điều tra dưới quyền quản lý của ông đã 5 lần bảy lượt muốn nữ đại gia này phải ngồi tù để bà bớt nói những điều ẩn khuất về ông Trang. Qua vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, người dân thấy một ông chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đầy thủ đoạn lạm dụng quyền lực để thực hiện mục đích chính trị của mình. Tiếng xấu được ém nhẹm thì ông ta sẽ có cơ hội cao để tiến vào bộ chính trị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin tiếp tục tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng thêm 2 tháng. Ông Phan Văn Mãi đang toàn tính điều gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin EVN thua lỗ, liệu có phải sau thiếu xăng thì sẽ đến thiếu điện hay không? Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa công bố tập đoàn này ước tính lỗ gần 16.000 tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm và dự kiến sẽ lỗ khoảng 31.360 tỷ đồng trong cả năm. Nguyên nhân chủ yếu là do giá nhiên liệu để sản xuất điện đang tăng vọt. Đây là hình ảnh một bài báo nói về việc EVN bị thua lỗ. Tuy đã vào thế kỷ 21 nhưng nhiệt điện vẫn giữ một tỷ trọng rất cao trong ngành điện, một ngành sản xuất vừa tốn kém vừa gây ô nhiễm môi trường và đã bị nhiều nước trên thế giới loại bỏ từ lâu. Nhiệt điện Việt Nam chiếm tới 32,2% trong tổng số sản lượng điện quốc gia và đây chính là nguyên nhân gây thua lỗ của ngành điện trong năm nay. Vì nhiệt điện sử dụng than và dầu, những loại nhiên liệu hóa thạch mà Việt Nam phải nhập khẩu. Đây là ngành phân bổ nguồn điện năm nay do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh tại Ukraine và việc Indonesia cấm xuất khẩu than đã làm cho giá than trên thị trường thế giới tăng mạnh cùng với sự biến động mạnh của tỷ giá US đối với tiền Việt Nam. Tất cả ảnh hưởng đến giá bán của các nhà máy điện. EVN cho biết tập đoàn này đã tìm mọi cách để cắt giảm chi phí nhưng chi phí sửa chữa, chi thường xuyên vân vân vẫn không đủ để bù lỗ, lỗ cho chi phí mua điện đang tăng cao chưa kể đến các dự án vay vốn ODA của EVN để đầu tư lưới điện khi tỷ giá biến động cũng gây lỗ đến 756 tỷ đồng. Hiện nay EVN đang gặp những khó khăn như sau: không cân đối được dòng tiền để thanh toán phí mua điện cho các nhà máy điện, ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà máy, dẫn đến ảnh hưởng việc đảm bảo nguồn cung cấp điện. Chi phí sửa chữa đã bị cắt giảm từ 10 đến 30%, nếu tiếp tục cắt giảm sẽ ảnh hưởng đến an toàn vận hành của hệ thống và có thể gây ra sự cố khó khăn trong huy động vốn cân đối nguồn vốn để đầu tư vào các dự án điện sửa chữa và bảo dưỡng các công trình điện ông nguyễn tài anh phó tổng giám đốc tập đoàn điện lực việt nam eve cho biết với mức độ thua lỗ hiện nay trong ngắn hạn thì sẽ chưa ảnh hưởng gì nhưng về lâu dài thì các tổ chức cho vay quốc tế sẽ đánh giá tiêu cực họ sẽ không cho vay nếu tình trạng thua lỗ kéo dài ông nói Chính phủ và các bộ ngành cũng phải tính toán làm sao có giải pháp để đảm bảo hài hòa lợi ích. Theo tính toán của EVN, giá bán điện bình quân năm nay ước tính là 1.786 đồng trên 1 kWh, trong khi giá mua bình quân là 2.500 đồng trên 1 kWh. Sau 5 năm liên tục bị có lãi, đây là lần đầu tiên EVN đã bị lỗ khủng. Đây là hình ảnh lợi nhuận sau thuế của EVN những năm gần đây. Theo dự báo, giá điện nhân liệu thế giới năm 2023 chưa có dấu hiệu giảm. Tỷ giá ngoại tệ US Dollar vẫn đang tăng, tỷ trọng nguồn điện giá rẻ giảm, ví dụ như thủy điện và tỷ trọng nguồn điện giá cao lại tăng như là nhiệt điện. EVN vẫn tiếp tục gặp khó khăn trong cân đối dòng tiền để thanh toán chi phí mua điện, cân đối và huy động vốn để đầu tư các dự án điện. Những yếu tố này sẽ ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của EVN trong những năm tới không chỉ giá điện mà cả sản lượng điện đang chịu áp lực rất lớn khi mà giá nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất điện đều tăng vọt và nguồn ngoại tệ để nhập khẩu nguyên liệu lại đang thiếu hụt nghiêm trọng. Tuy EVN khẳng định sẽ tiếp tục sản xuất cung ứng điện an toàn phục vụ sự phát triển của kinh tế xã hội và sinh hoạt của người dân nhưng qua các bài học thực tế về việc thiếu xăng kéo dài trong thời gian qua có lẽ không mấy ai có thể lạc quan với lời hứa hẹn của những ông quan điện lực này một vấn đề lớn nữa cần đặt ra cho bài toán năng lượng của Việt Nam là vì sao Việt Nam lại thiếu than lại phải nhập khẩu than, trong khi Việt Nam là một quốc gia dồi dào tài nguyên thiên nhiên và dồi dào các mỏ quặng than đến thế. Đây là hình ảnh mỏ than của Việt Nam. Câu trả lời nằm ở chỗ, từ nhiều năm trước Việt Nam đã cho xuất khẩu than đá và khai thác than bừa bãi. Các mỏ than hiện nay đang dần cạn kiệt, than lộ thiên không còn nữa, khô kiệt đến mức Mỏ than lộ thiên lớn nhất ở Quảng Ninh đã phải đóng cửa vào năm 2021. Những mỏ than sâu trong lòng đất thì chưa đủ công nghệ để khai thác. Chính vì thế, khi nhu cầu sử dụng tăng, giá than nội địa cũng tăng theo, dẫn đến việc buộc phải nhập khẩu than đá từ nước ngoài trở về. Chỉ riêng với ngành điện lực, tổng nhu cầu than cho sản xuất điện giai đoạn 2016-2030 là khoảng 1,4 triệu tấn. Trong khi đó, than trong nước chỉ sản xuất được khoảng 735 triệu tấn, nhu cầu nhập khẩu 650 triệu tấn ngay trong năm 2022. Khi lo ngại về tình thế biến động than trên thế giới ảnh hưởng đến sản xuất trong nước, Indonesia đã ra lệnh cấm xuất khẩu than. Thế nhưng ngành than Việt Nam vẫn đường hoàng cho xuất khẩu 2 triệu tấn than. Bức tranh toàn cảnh cho thấy một tương lai đang rất ảm đạm cho người Việt Nam ở trong nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin EVN thua lỗ, liệu có phải sau thiếu xăng sẽ đến thiếu điện hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm